Chào các bạn trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Thì hôm nay không đi bãi nhưng ở nhà vẫn còn một ít đồ thì lôi ra để giới thiệu cho anh em tiếp ha. Giờ thì cũng có một mớ cưa Estin loại lớn nha. Hôm gà nhiều anh em hỏi là để xài cưa để khai thác nè, để xài những cưa những cây lớn, cây to. Ok, hôm nay Hiếu có một mớ cưa cho anh em với lại có một chiếc xe gôm. Hình như tối nay thứ mấy ta? Tối nay là thứ bảy thì ủa như tối nay có công về bạn, thấy lịch thấy báo thì tối nay có công về thì để coi cố gắng đi có hàng gì cho anh em không nha. Còn bây giờ thì cứ có gì thì chia sẻ cho em trước đó thôi, đi thôi. Trước tiên thì sẽ có một chiếc xe gôn lâu lắm rồi, chắc hồi trước Tết thì giờ mới về được một chiếc xe gôn nữa đó anh em. Con này thì cũng khá là cao, con là đời Yamaha mà cái chụp mâm bị bể cho nên Hiếu bỏ luôn cái chụp mâm luôn. Xe thì rất là đẹp nha, mấy con này thì đời khá là cao cho nên em chạy khá về lắm. Mấy con này thì Vivo full nhôm, khung sườn còn rất là đẹp, bao bạn là đẹp luôn nè. Ở mấy con này á, tốc độ thì cũng không có cao, nói chung tốc độ xe gôn thì nó không có cao bạn, nó tầm khoảng cỡ hai mấy 30 km/h thôi chứ đâu có cao đâu. Rồi chủ yếu là cái bình nó ok là chạy bạn, ví dụ con này cũng phải được hơn 30 cây một lần sạc thì khá là ok á. 6 bình nha, 72V, mỗi bình 12V thì 6 bình. Ở dưới cái học này là mỗi cái học là 2 cái bình, là 3 học là 6 bình. Còn trên đây là bình để khiển, bình này là bình để khiển cái bo mạch đó. Xe thì ok, rất là đẹp, thì vẫn giá cũ như mọi khi thôi. Cứ 60 cũ thôi anh em, 60 triệu một con nha. Nói chung là đẹp lắm bạn, đây nè. Bạn coi thước lái thanh dằn routine kiểu, nói chung là mấy con như vậy á rất là đẹp luôn. Đây, khung sườn không có xét miếng nào bạn. Giờ hôm nay là nâng lên coi cho bạn coi chứ nè. Khung sườn bạn coi nè, không tan không xét miếng nào nha. Đó, rất là đẹp. Mấy con là tại vì đời nó cao cho nên là mình lấy giá nó cũng cao. Đây cái motor nè, motor là motor Woodlet không chỗ than nha bạn nha, cho nên là mấy con này xài khá là ngon á. Woodlet thì nó là auto vlog, khi bạn mà dừng là tự nó thắng luôn á, không phải bị tuột dốc. Vỏ mấy con này còn rất là đẹp đây nè, vỏ quá đẹp luôn, bốn vỏ còn rất đẹp. Số 67, 67 là số xe của An Giang. Đây vỏ là không có mòn nha, rai rồi gây vỏ còn đây cực đẹp. Mấy con này có cái một cái khung ngoài sau nữa để gắp cái gậy đánh golf, mà thường thường á là về anh em nên bỏ khung này đi, lắp bằng cái này, lắp trên lờ lên làm cái ghế chở ngoài sau thêm được 3 người nữa. Đây bạn nè, đó motor này thấy chưa, motor hộp số nhông các kiểu mới keng. Mấy con này thì chạy thì Vivo quá đã luôn đó. 60 triệu anh em nha, thì vẫn như mọi khi 60 triệu thôi, rất là đẹp. Cái là đèn phản quang chứ không phải đèn xi nhan nha bạn. Nhìn em cứ bảo là đèn xi nhan là không về bắt không có là kiện Hiếu là không được à. Đó là đèn phản quang, khi bạn nhìn vô dội vô nó sẽ chiếu lại đó. Về đúng một con duy nhất, một anh nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Không phải nhiều anh em hỏi con này lắm á, rất đẹp. Con này đi được 5-6 người tùy, ở ngoài trước ngồi 2 người, ngoài sau ngồi 3 người, còn nếu người lớn thì mập mập một tí thì ngồi 2 người ok. Đặc như 5 tới 6 người thì chính xác thì tùy theo người, anh em chở lớn hay nhỏ. Còn đợt này về được 6 con chữa trái nữa. Nó là Rabbit B455, thì con này là hình như là 48 ngựa, 47 48 ngựa đó bạn. Là 47 48 HP nha. Pha nhớt tự động. Đây. Pha nhớt tự động, động cơ 2 thì có đề có giật nha. Rất là mới. Đây, giật đó. Đề. Nút đề là bên đây. Hút chân không tự động bạn. Đây, khi bạn mà cần xài kéo này nó sẽ tự hút nước lên luôn. Máy đẹp cực kỳ. Thì máy chữa cháy bạn biết rồi, trước giờ máy cháy thì có bao giờ ai xài đâu. Kể cả Hiếu trước giờ Hiếu bán cho anh em cũng hy vọng là anh em chỉ để đó chứ không bao giờ xài tới ha. Nè, máy này nó mới trắng phiếu luôn á. Nhôm trắng phiếu luôn. Không xét không tan một con ốc nào. Riêng bình xăng này thì Hiếu hay nói với anh em hoài đó là bình chữa cháy bao giờ cũng inox, cho nên khỏi còn phải coi là bị xét hay không xét. Đây là một con hoàn thiện nè bạn. Đó, khi mình gắp hoàn thiện là như vậy. Một con là 20 triệu. Là bình bọng đầy đủ, chưa có dây nha. Cái này là nó trước à, chưa có dây.
Mấy con này ngon lắm. Có báo nè, báo xăng, báo nhiệt, báo nước ra, báo nước vô, rồi báo bình tèm lem hết. Nói chung là mấy con này thì khá là ngon. Đây là ga nè bạn. Đó, đây nguyên con nó đầy đủ là như vậy nè. Quá đẹp luôn. Cái này đang anh em đang có nhu cầu rất là nhiều cho nên là về được mấy con thôi, hiếu súc luôn. Đẹp quá thôi, lấy đại. Chứ dạo này mấy anh em bên phòng cháy cháy cũng làm căng quá. Nhiều anh em cũng than phiền. Cho nên là rồi, ok anh. Xúc máy chữa cháy về để cho anh em xài luôn. Con kiếm được khoảng triệu, hơn triệu gì thôi. Tại vì mấy con này bây giờ mắc lắm, mười mấy triệu bạn, rồi thêm một cái bình nữa, rồi công cán vệ sinh, rồi làm nổ máy thợ thiền các kiểu, rồi đóng gửi đi cho anh em nữa. Cho nên là nó cũng hơi căng, cho nên là tổng phần triệu mấy thôi. Với lại có hai con máy rửa nha. Máy rửa này nói trước là máy rửa, đầu rửa là motor là zin của Nhật. Riêng cái chân này là Hiếu dập bằng inox 304, dày là 3.2 nha bạn nha. Cái độ dày á, đây bạn thấy nó dày kinh khủng không? Đó, đây là Hiếu hàng bốn cái chân vô và có cái cao su chống rung nha, cao su của Việt Nam. Đó, y riêng cái chân này bao các bạn, Hiếu bảo hành cho các bạn 50 năm, xét 1 đổi 1. Ok, inox xịn đàng hoàng nha. Cái này để cho anh em xài ở dưới khu vực nước mặn, biển gì đó thì con này thì ok. Con này là số 1, thì con này nếu mà số 2 chứ quên, không ai dành số 1 cả. Áp con này là nếu mà xài cái motor này là đang 7 ngựa thì áp con này được là khoảng 300 kg, 280-300 kg, mà anh em xài khoảng 250 thôi ha, khỏi thay hết công suất. Thì thường thường Hiếu xài những cái nồi này á, Hiếu sẽ xài súng Ý bạn. Đây, súng Italia, súng bé Ý luôn thì chịu mới nổi những cái con cao áp này. Súng này á thì chịu được cái độ nhiệt độ á là 160 độ C nếu là nóng, còn cái sức mạnh của nó thì chịu được 350 kg. Cho nên là phải xài những cái súng hàng hệ. Và đây là súng bét Ý mới luôn nha bạn nha, được nhập khẩu từ Ý nha. Hàng này là hàng xịn cho nên chịu mới nổi được mấy cái này. Tất cả là hàng của Hiếu ráp, kể là nếu mà những cái con nào xả khoảng từ 150-100 kg cho lên là Hiếu xài tất cả là súng Ý, dây Ý hoặc là dây Đức hết, chứ không có xài tầm 7 được bạn. Đây xài tầm 7 có nghĩa là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn, mà những anh em xài được dài 3 tuần hoặc là 1 tháng gì đó thì nó sẽ bị dễ bị rỉ nước và nó hứa đã. Cho nên là mình không xài thà ok. Mang tiếng là bán đồ mắc nhưng được cái là hàng hệ, hàng hiệu anh em ha. Rõ ràng nha, Made in India, hàng hệ đàng hoàng. Có nghĩa là súng Ý thì cũng có 2-3 loại, Hiếu lấy loại tốt nhất để dành cho anh em xài. Đồng ý kệ, đã mang tiếng bán giá nó mắc rồi. Chơi cho nó mắc luôn. Đó, đầu này là 4, ê đầu này 540. Đây bạn, đầu inox nha. Ti xí đầu inox. Đó, Hiếu chưa lắp Vigoro, chưa khoan lỗ nữa, tại vì Hiếu giờ qua cái bát cái chân inox để cho anh em xài cho nó ngon á. Cho nên là chưa có khoan lỗ, chưa có canh buli, chưa canh motor gì hết á, chưa có gắn gì hết á. Đó, cho nên là mai chiều á khi đổi thì đổi ngược cái buli quanh đây nè, để cho quay cái motor ngược lại nhìn cho nó đẹp. Không phải cái hộp này nó không phải quay vô đây ha. Cho nên là tại vì hôm nay hơi tối, hơi trễ. Cho nên là Hiếu tranh thủ để quay để giới thiệu cho anh em, chia sẻ anh em tí. Rồi thì xong xuôi thì Hiếu sẽ lắp gáp lại và thử áp ok, test ok các kiểu thì sẽ gửi về cho anh em. Còn cái đầu rửa này nó có giống như là mới trong thùng bạn nè. Ốc ác 7 màu luôn, mới keng sven. Anh em ọt ọt đảo. Đầu rửa cao áp mà chỉ cần anh em mua chỉ cần như vậy thôi, là nghe như thế thôi là đã đủ tiền và biết cái chất lượng như nào. Chứ còn cái đầu rửa cao áp mà bạn xuống bãi á, anh em quay mở tuột luốc luôn rồi, vứt đi, không xài được nữa, nó hư phốt đó ta. Đó, cho nên là anh em phải để ý cái này ha. Một bộ này đủ dây đủ súng 20 mét dây á là 18 triệu nha. Và đây một con này nữa, con này thì motor 5 ngựa, nó là 530 cho nên là cái motor nó sẽ kéo nhỏ hơn một tí. Riêng cái đầu thì cũng rất là đẹp, ốc ác 7 màu hết bạn nè. Đầu inox, con này tay hồi đang gỡ ra, tay tay hồi nó gắn ở trong cái thùng, nó có một cái khúc dây nó cho nên là Hiếu gỡ để riêng ngoài rồi. Cũng vẫn là chân inox. Cái dấu này dấu cái hàng của cái chân đứng các bạn. Hiếu sẽ đánh bát, có nghĩa là cái này để dành đánh mua cái bọc biển đánh là nó sẽ hết cái màu này thôi, đơn giản. Đó, Hiếu đang dập hình như là, bữa đó dập như là 10 cái, 20 cái gì cái này quên tiêu rồi. Đã chơi chơi knock out luôn bạn. Tất cả motor là tô, ấy, motor là của Hitachi bạn nha, chứ không phải là Toshiba. Hitachi hết. Đó. Ngon lành, con này thì rẻ hơn 1 triệu, con này là 17 triệu, đủ dây đủ súng vẫn súng Ý, dây Ý đàng hoàng luôn nha. Đầy đủ cho anh em xài. Đó, xong rồi sẽ khoan lỗ đây để anh em tăng đưa tới lui nữa ha. Đơn giản mà. Rồi,
hai con máy rửa, hai con rửa này hơi bị vip á. Với lại một con thợ lá thì không gà nhiều anh em hỏi quá trời luôn á. Đây, một con thợ lá, hôm nay lấy được con cái này, cái dài cái cần nối dài được chắc khoảng cỡ mét á, keo rít bạc. Keo rít BBE 251. Mấy con này thì thổi tóc váy luôn. Bao anh em thổi luôn, mấy con này khỏe khỏe lắm. Hiếu con xài rồi cho nên là con này hôm nay là bán. Không xài nữa. Cái gì cũng để xài hết thì thua luôn đó. Đấy, con này thì làm nổ xong xuôi thì 2,5 triệu nha anh em nha. Tại vì con này mua giá hơi cao. Với lại là hàng này nó cũng hơi đẹp. Cho nên là giá hơi cao, anh em nhìn rất là đẹp nha. Cái này mùa này là thổi lá, thổi bụi là đúng bài luôn rồi đó. Thổi lá cây, thổi đồ á. Bao ngon, mấy con này thổi đã lắm. Mấy con này thổi là view. Mạnh, cực kỳ mạnh. Đó, con này là 2,5 triệu ha. Có một con bơm nước Honda. Con này là Honda 4 ngựa, Honda đời mới nha. Mà nó bị hơi xét xét cái nắp này tí xíu, anh em cần xịt sơn này, xịt hiếu xịt màu đen lại cho nó hợp với lại cái này. Nó rồi tông xịt tông á. Con này thì giá rẻ có 2,2 triệu thôi, quên. Đó, anh em con này về anh em để tưới nước, bơm nước hoặc quăng vứt ngoài đồng gì đó, ok, không tiếc tiền. Con này Hiếu nhớ là lưu lượng con này là 600 lít trên một phút. Con này giá rẻ cho anh em dành để xài, ok, tưới rau tưới riết gì đó. Con này thì ok, ngon lắm nè. Bao anh em là con này là cực kỳ ngon. Honda đời mới có 2,2 triệu à. Còn đây là con Mitsu cực đẹp. Con này hai họng ga nha, đẹp lắm á. Đây, cực kỳ đẹp luôn bạn. Con này là hình như là 4 ngựa thì đúng hơn á. Con này là 3,2 triệu, đẹp lắm. Con này lưu lượng con này là 600 hay là 650 lít trên một phút á. Khung màu cam nha anh em nha, 3,2 triệu. Con này cũng 3,2 triệu nữa nè. Con này khung màu đen. Con này chắc đẹp hơn con kia. Mitsubishi 4 ngựa GT 400. Con này đúng ra nè, tại vì biết sao, mua cùng một lô hết chứ con này nếu mà để bán lẻ con này sẽ mắc hơn. Tại khung này đẹp hơn, máy đẹp hơn các kiểu, cái gì cũng đẹp hơn, cái gì cũng đẹp hơn. Đó, nói chung là cực kỳ. Mấy con này là Koshin của Nhật nha, có hai khớp nối nhanh. Đầu bơm là hai đầu ra, một đầu hút và hai đầu ra, anh em muốn xài đầu nào xài. Đây, lưu lượng con này thì vẫn 600 lít, hai con bằng nhau giống nhau mà. Đây, hơi chá tí, 600 lít trên 1 min. Con này quá đẹp, con này chắc chắn là nhiều anh em sẽ lấy trước. Với lại có 3 con Honda thì sẽ là có 2 con lưu lượng và 1 con thường. Đó, con này á là 3,5 ngựa, cho nên là 3,3 triệu. Honda thì bây giờ nó cũng mắc hơn, hàng Honda mắc hơn nhiều các bạn. Đó, cho nên là anh em thông cảm, máy thì ok, bao anh em là ngon lành và ngất là ngon thì Hiếu mới giao. Xúc bình xăng các kiểu rồi sẽ thử, ok, rồi thì sẽ giao anh em. Anh em nào cần bơm lưu lượng nhiều thì lấy con Honda 5 ngựa. Đây, 5 ngựa, lưu lượng con này là 1000 lít trên 1 phút. Tại cái bầu nó rất là to bạn, cái họng này chắc họng 90 quá. Ê, hai con nào cũng có cái đầu ở chưa ha. À, con này là 900 lít chứ chưa được 1000, xin lỗi anh em nha. Đây, 900 lít trên 1 min. Máy in ra băng, hai con nha, có hai con. Đây, con này cũng có đầu ra sẵn, cái này anh em về gắn ống vô siết lại cái là ok, thảy xuống đìa là bơm là hút thôi. Này anh em giờ bơm cái gì ta, à quên, chừa cho cậu hai mình con nữa chứ, chừa cho ổng con Mitsu kia đi, đẹp đẹp đi, hoặc là con Honda cũng được. Thì có hai con Honda thì mỗi con là 3,5 triệu, con nào cũng 900 lít trên 1 phút. Một con ấy, hai con khung màu cam hết bạn, 5 ngựa, 3,5 triệu thì quá rẻ. Với lại một con này, tại cái đầu máy không bao giờ bạn biết cũng khá là tiền, đầu máy không giống 3 triệu, hơn 3 triệu rồi đó, mà bán nguyên bộ như vậy thì ok thôi, giá rẻ rẻ cho anh em xài. Lại một con Mitsu nữa, đây con này Mitsu 2,5 triệu, khá đẹp luôn. Nói chung là hàng Hiếu lựa là đẹp hết bạn, khỏi yên tâm, khỏi phải suy nghĩ gì hết trơn á. Anh em chỉ việc bỏ tiền ra là có hàng để ngon, bổ rẻ, đẹp cho anh em xài. Cái chuyện đẹp, ngon thì ok, Hiếu bảo đảm. Còn rẻ hay không thì chưa hứa nha. Tại nhiều khi hàng đẹp thì giá sẽ cao hơn tí. Chứ rồi không biết sao. Hai con Mitsu, hai con khung đen hết. Đó, rồi bây giờ cái phần quan trọng nhất là máy cưa nè. Máy hôm nay nhiều anh em hỏi máy cưa thì bây giờ có một lô cưa Estin thì anh em biết Estin thì bao giờ cũng mắc.
Anh em nào xài phân khúc vừa thì lấy vừa, còn em nào muốn xài cao lớn, cao cấp, khai thác gì đó thì lấy con lớn. Mấy con này thị trường thì nó thật ra thì Hiếu bán theo giá thị trường nha, chứ Hiếu cũng không có bán rẻ hơn được, cũng không bán mắc hơn được. Đây con này là 261. Con này thì được sản xuất năm 2015. Rồi dính cái tay quay rồi, không có quay gì được cho anh em coi hả. Con này đây, đây bạn, đây sản xuất 2010 năm 2015. Dung tích là 50.2 cm khối, là bằng chiếc xe cúp của mình bạn. Đó, một cái cây cưa mà nó bằng chiếc xe cúp. Nó là nặng 5.2 kg nha. 261. Đó, con này là 6.2 triệu. 5 kg mấy. Lam con này là lam hình như là lam 7 tấc. Lưỡi thì bao anh em là bén, bén ngót luôn á. Đây nè, lưỡi cực kỳ bén, lưỡi bén lắm. Con này lam còn ngon, zin hết luôn. Mấy con này về anh em để dành cưa cây to to thì ok, bao ngon. Con này 6.2 triệu nha. Con này nổ quy lực lắm á. Mấy con này cỡ nổ, cỡ xì bo chứ không bằng nó, không dưới đâu bạn. Ốc là 7 màu hết nha. Ốc là không xét, không tan. Lòng liếc các kiểu bạn coi nè. Cái cưa nè. Cái đây là cái bô lửa nha. Còn mới ken cái cây cản nè. Còn mới lắm luôn á. Đó thì con này là 6.2 triệu. Đây một con nữa. Con này là 026. Con này thì đâu để hiểu coi nào. Con này được sản xuất năm 1992. Dung tích là 48.7 cm khối. Con này là 4.9 kg. Ê, bán anh em con này 6 triệu luôn. 6 triệu thôi, rẻ thị trường 500 ngàn. Thật ra bán xe chưa 2 nó rẻ hơn được khoảng 300 ngàn rồi đó. Mà nhưng ok, bán giá vốn cho anh em luôn 6 triệu. Đó, làm con này làm 60-70, Hiếu không có đo nha. Nhưng riêng lưỡi các kiểu thì ok, bao anh em là ngon lành, Hiếu sẽ làm nổ test các kiểu. Đây là khóa lam nè, bật lên là mở lam, bật xuống là khóa lam cho anh em ha. Estin thì bạn biết rồi, Estin là không cây nào rẻ hết á. Còn đây, phân khúc gia đình, hình như con này có trợ lực nhỉ. Con này có trợ lực giật. Hình như là ba con Estin nhỏ nhỏ này là có trợ lực giật hết nè. Một con, hai con, ba con, bốn con gì đó, ba bốn con Estin á. Ba con Estin nhỏ có trợ lực. Đây con này là 170, 3.7 triệu, rất là đẹp. Bạn coi nhìn cái lồng của nó nè, cái bô của nó bạn coi nè, đỏ mới can, red money đàng hoàng nha, làm zin luôn nha, lưỡi zin luôn. Con này thông tin kỹ thuật thì không thấy. Thông tin thật con này thì mình không gành cho máy. Đó, cực đẹp. 170 con này giật nhẹ cái nổ mà. Mấy con Estin thì bạn biết rồi, hàng hệ không à. Đây con nữa, con này là 026. Đây, Red Money, con này lam đẹp nhất. Lam đẹp nhất trong những cái lam của những cái con máy lớn. Con này là cũng là 6.2 triệu luôn. Con này thông tin như thật con này đây. Con này là nó được sản xuất năm 1994. Dung tích xi lanh là 48.7 cm khối, nặng là 4.9 kg, quên, xin lỗi anh em nha. Đó anh em thấy không, 4.9 kg. Con này anh em về để thôi, nói chung là anh em mua gì làm gì làm đừng phá rừng nha. Nói trước thấy không, ủng hộ chuyện anh em làm lâm tặc để phá rừng nè. Cái lồng nó mà nó sáng, nó mới giống như trong cái thùng bạn khui ra, rất là đẹp. Làm còn zin luôn, red money. Hôm nay như được 8 cây cưa. Cây này vẫn bằng cây kia, vẫn 3.7 triệu, cũng 170 nha. Còn con này 021 là 4.5 triệu. 021 thì dung tích xi lanh đâu mất tiêu hết rồi. Hôm nay được mấy cưa Estin không biết, thì bây giờ anh em chơi mắt thì thôi khỏi mua. Còn anh em nào cảm thấy vừa túi tiền thì mua. Riêng bản thân Hiếu thì cứ báo giá trực tiếp đó, anh em chơi mắt thì chơi. Còn anh em nào cảm thấy ok vừa thì cứ mua, chứ còn không có chuyện giấu giếm giá gì chân, không có inbox in biệt gì chân á nha. Anh em cứ cảm thấy ok, anh Hiếu lấy em con đó, con A, con B, con C, con D gì đó. Rồi chốt kèo Hiếu làm nổ xong Hiếu gửi về. Chuyển tiền Hiếu rồi Hiếu gửi về cho. Chứ đừng có nói mắc rẻ các kiểu. Hiếu không có chuyện mà không báo giá anh em. Rất rõ ràng nha. Mình minh bạch và rõ ràng. Ok, giá báo trực tiếp cho anh em trên clip. Anh em đừng có trả giá. Trả giá Hiếu không bán đâu. Giờ được thì anh em lấy, không được thì thôi. Thì anh em khác lấy.
chứ còn không có chuyện mà quay cho có cho chơi xong mà kiểu inbox kiểu mệt quá, thằng nào inbox gì mệt ghiền Hiếu báo giá. Nhiều khi có những con quên báo giá thì anh em thông cảm, chứ còn tất cả hàng của Hiếu là đều báo giá hết nha, cho nên là anh em biết giá người chơi mắc người chơi rẻ kiểu lum. Ok. Đó, đây Etin, con này là bồ cực kỳ đẹp. Đó, có 4,5 triệu cây này. Thì anh em bây giờ đi ra ngoài tiệm mua cây cũng 4,5 triệu, 5 triệu. Cây này thì bây giờ anh em xài, nếu mà xài gia đình đi, biết gì nào mà hư, 10 năm sau anh em vẫn còn xài tốt cây này nha. Rất là ngon. Đây cây nữa cũng 3,7 triệu, 1,70 nè. Mọi người, con này là giục cái giục cái lưỡi cưa ra thì Hiếu sẽ lắp vào. Đây, có con này. Con này là ghê nhất. Ten ten ten. Con này là 028, con này là lớn hơn nha, cho nên là giá 6,5 triệu. 028. Rồi. 8 cây cưa, anh em nào chốt cây nào được đó chụp hình gửi qua Zalo Hiếu cho. Còn anh em nào chơi mắt thì coi cho vui ha. Còn con này, ủa sao lại cái này là cái gì đây? Trời. Cái gì kỳ vậy? Lần đầu tiên mới thấy cái lược mà ngộ vậy. Ủa sao kỳ vậy? À, cái này là cái đồ đảo thuốc. Trời ơi, cái này là cái đồ đảo thuốc mà mấy ông Nhật mà ông chế nè. Khi mà anh em xài cái này bỏ vô trong cái thùng để nó quậy thuốc lên á, quậy thuốc hoặc quậy phân á. Chỉ có mấy ông xài, mấy ông suy nghĩ ra chứ mình chưa suy nghĩ ra luôn á, nhìn mình không biết cái gì nữa. Nản ghê. Inox nha bạn. Nè, cái vỏ là bằng inox nè, cái trong là bằng nhôm, bằng gan gì á, chất liệu mình không gành cho mấy. Con này thì kéo con Kubota. Con này chắc 4 ngựa mấy á, 4 ngựa hay 6 ngựa mấy đó. Ây da, Maruyama, trời 410 luôn á. Con này là 6 ngựa, trời ghê rồi. Con này là Kubota 6 ngựa nha anh em. Dây xịt là 8,5 ly, 130 m, cuốn dây tự động. Đầu Maruyama 410. Đầu khá là ok nè. Đẹp lắm á. Có một cây súng xịt luôn, theo máy luôn nha. Đây. Cây này đúng là để dành xịt cao áp ấy, chứ đâu phải là xịt này đâu. Cái này để dành xài cái mấy bét này, bét 2,5 ly để xài 508 á. Sao lại đưa vô đây? Mày nhìn cái súng chắc nịch bạn, cầm chắc lắm. Đầu này là của đầu trong mấy cây súng 508 mà tự nhiên gắn vô đây chi ngộ ta. Cây này giờ cũng tiền đó, mớ tiền, cái này chỉnh gom chỉnh xòe được nè. Thôi thì nó theo bộ thì bán theo bộ cho anh em. Bộ này có 8 triệu à. Maruyama MS410, cuốn dây tự động nha. Mà con này là di chuyển bằng cơm chứ không phải là di chuyển tự hành. Rẻ, con này rẻ, thật ra cuộn dây bây giờ bạn bán cũng 2 triệu mấy, 3 triệu rồi đó. Cái đầu đó giờ bạn cầm khoảng 3,5 triệu, 4 triệu rồi. Khung rồi đầu máy kia 8 triệu rồi, ok, rẻ. Là được hai con phát điện 4 kg nè. Hai điện 4 kg thì có 5 triệu một con. Anh em xài thì nhắn qua Zalo Hiếu chụp kỹ lại cho. Tại vì tối quá rồi, cho nên là quay không kịp ha. Đó, hai con phát điện 4 kg. Có 5 triệu một con à. Còn con này xịt thuốc, con này xịt thuốc nằm trên xe kéo nè anh em. Con này anh em mua về lấy cái xe này để dành kéo hàng, bao luôn. Tự nhiên cái này là bên đó nằm xe kéo hàng nè. Hiếu không biết nữa. Sao tự nhiên có nằm xe kéo hàng ngon vậy không biết. Cái máy Mitsu mà nó có được cho khoảng cỡ 30-40 m dây. Ơ, được cái súng này. Ê, ngon gì. Cái súng này cho bạn ra ngoài bãi cầm mua 1 triệu không bao giờ cái súng này. Chiếc xe kéo này bây giờ bạn ra mua cũng phải 1,5 triệu gì đó. À, cái đầu rửa rồi dây bọng các kiểu đầy đủ hết. Nguyên công lê như vậy nha. Chưa dây hút dây hồi. Á, à, ơi, trời bộ dây hút dây hồi 5 xị nữa nè. Này bạn, hút dây hồi còn ngon ghê, mềm xèo luôn, màu đen luôn. Thôi có bán có 5,5 triệu à bạn. Quá rẻ luôn, trên chiếc xe kéo. Quá đã. Có 5,5 triệu à. Với lại một con xịt thuốc, con này nằm trên xe rùa tự hành. Mà ác con cái bạn biết gì không? Nó nằm trên đầu 1,1 mới ghê chứ nè. 1,1 là 6 ngựa. Đầu 1,1 cho tiền không. Bình này là chắc mấy trăm lít, chắc phải 4 hoặc 500 quá. Để coi nào. 400 lít. Đây là 300, tới đây là 400. Ờ, nằm trên con 1,1 kéo cái đầu Asama hả ta? Wow. Có đầu Asama bạn ơi. Nè. Asama mấy vậy? 430. Ôi trời, ghê vậy. Cái đầu to vật vã luôn á. Cái đầu này lưu lượng là 55 lít trên 1 phút các bạn nè. 55 lít trên 1 phút, ghê vậy.
đầu quá to, ti chứ phải 28-30 gì á, to đùng. Kéo máy Mitsu GM181 nằm lên chiếc xe rùa. Bánh xích còn rất là ngon nha. Ôi con này ngon ghê chứ hả. Tới lui nè, rùa thỏ các kiểu lum hết trơn nè. Quá đẹp luôn. Con này bán cho anh em 25 triệu là bao vận hành đầy đủ nha. Tặng anh em một cái bát. Cái này nó không có súng xịt nha. Đúng rồi. Tặng cho anh em cái bát. Nè, gắn bát vô đây cho anh em nè, xịt. Hai vòi. Đó, 25 triệu. Nguyên chiếc xe rùa luôn. Xe rùa máy 181 đầu Asama nữa. Trời, quá VIP rồi. Con này thế là bán là rẻ rồi đó bạn. Với lại một con cưa này hồi trong Tết nè, con này con cưa lộng, lộng sắt, lộng gỗ các kiểu. Mà đặc biệt cái con này bạn có chạy nước được nè. Nếu bạn cắt sắt á, chạy nước được, nó có ống nước luôn, có máy bơm nước luôn, đầy đủ luôn nè. Con này là bánh đà 70 bạn. Đẹp cực, con này là máy EZSA bạn, nhìn giống như là mới. Nhìn nó không khác gì trong thùng luôn á. Cục này là cục gì Hiếu đang nghiên cứu, cái cục này làm gì Hiếu không hiểu luôn. Máy EZSA đàng hoàng nha, Mỹ đàng hoàng nha, giống như mới luôn. Cái bàn nó hình như là 70, bàn là 70 vuông á. Còn đóng chữ máy EZSA trên đây nè bạn. Mấy ông Mỹ chơi đúng ác. 28 triệu nha bạn. Đây. Bạn nhìn đã không? Ây da, mấy cái này giờ là chỉ có xài điện 3 pha thôi. Anh em muốn xài điện 1 pha phải gắn cái biến tần rồi. Ở trên bên đây nó có cái nắp nữa nè bạn. Đang gỡ gì xì sinh để câu điện, đấu điện rồi lại xong rồi. Ok mới giao cho anh em được. Có cái bơm nước để dành làm mát giải nhiệt nữa chứ. Đúng là hiện đại. Ê, mà cái này có điện, có bóng đèn nữa. Đèn nó mất tiêu rồi. Đèn này chứ 110 quá ta. À đúng rồi. 100W. Gì? Có gì cũng đèn tròn nặng dữ vậy. Ủa mà điện 110 hay điện 220? Chưa biết. Cái này câu cho anh em điện 220. 220 xài cho dễ. 220 đơn giản mà. Tại vì đã xài điện 3 pha thì em lấy 2 cộng thôi. Còn nóng còn lạnh ra là 22 rồi. Quá đơn giản. Cái này là bánh cao su ạ. Nó có một lớp cao su cho nên nó bám rất là chắc. Chứ một số cái thì nó của cái gỗ thì nó không có cao su này nha. Nên là cái này là cao su cho nó bám rất là chắc cho nên cắt gỗ, cắt sắt gì đó phụ từ. Hàng Mỹ thì bạn biết rồi, chất lượng cực kỳ. Cái này nếu mà để mua mới á, 100 triệu bạn cầm mua không nổi con này. Mà con này hoàn toàn là như mới. Cho nên Hiếu bán có 82. Ê, có 28 triệu thôi à. Này là cái cảnh báo nhắc nhở anh em nè, khi xài á là phải đeo cái bảo hộ lỗ tai giống như cái phone của mình á, để đừng cho nó ồn. Tại vì khi cắt sắt á thì sẽ kêu một cái tiếng két 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 két. Con này tới 3 bạc đạn hả ta. Nè, lật cái này ra. Đó, bạn muốn tăng lưỡi lên tăng. Đây, 3 bạc đạn bạn. 2 đạn hông chống gơ và đạn sau chống lùi. Đó, khi bạn ép vô á, nếu mà lỡ cắt cái gì mà nó cứng bạn ép vô á, bà đạn chống lùi. Còn 2 đạn này là chống gơ nè, chống giặt á. Cho nên nó cho nó cắt được đúng chuẩn. Ê, giờ mấy ông Mỹ này chơi cũng knock out quá hỉ. Nói chung là khá đẹp, rất là ngon. 28 triệu anh em nào tham khảo được thì lấy. Đó, này có mở hàng vậy đó anh em ha. Anh em nào coi chốt được cái gì thì cho, chứ không có nhiều hàng. Có nay khu công có gì nữa không có thì lấy tiếp cho anh em tiếp. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Bye bye.